Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Lũ Mùa Xuân của tác giả Hàn Thục, giọng đọc Lãm, tập 25. Lận Diễm Trần thật sự không nghĩ ra, trước đây bọn họ luôn trông chừng Thu Thu cẩn thận. Từ sau khi Thu Thu nổi tiếng còn thuê thêm mấy người vệ sĩ, an ninh trường học cũng không tệ. Đây vẫn là lần đầu tiên xảy ra chuyện. Cô giáo nói lần cuối nhìn thấy Thu Thu có một bạn nhỏ xấp xỉ tuổi của Thu Thu tìm Thu Thu. Thu Thu nói có quen bạn nhỏ đó nên đi theo. Cũng có thể là đứa nhỏ rời nhà trốn đi, nhưng Thu Thu không hề giận dỗi ba ba, không thể rời nhà bỏ đi. Hơn nữa, nếu như không phải, thì tại sao khi đó Sở Tiểu Béo lại chạy theo một chiếc xe, sau đó lại ngã vào trong vũng máu? Ngược lại, Sở Tiểu Béo được đưa tới bệnh viện thú cưng cấp cứu trước tiên, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát tìm được một camera tại giao lộ, quay lại hình ảnh Thu Thu đi cùng bạn nhỏ như lời cô giáo kể, để phụ huynh đứa nhỏ đến nhận dạng một chút, xem có manh mối gì hay không. Sở Tấn tay chân phát lạnh, anh nhận ra chính là đứa bé gặp được ở nửa tháng trước ở trường tiểu học trong núi bọn họ quyên tặng. Anh khắc sâu ấn tượng với những đứa nhỏ đó nên vẫn còn nhớ. Cho nên Thu Thu bị bắt cóc bởi vì trường học đề phòng những người xa lạ trưởng thành chứ không hề đề phòng một đứa bé nho nhỏ sạch sẽ gầy gò. Thu Thu được bọn họ căn dặn không thể đi cùng người lạ cũng không có tác dụng. Hơn nữa, đứa bé này cũng chỉ là mồi câu. Anh cực kỳ hối hận vì ban đầu đồng ý nguyện vọng xây dựng trường học của Thu Thu. Càng không nên dẫn Thu Thu đi. Nếu như con trai xảy ra chuyện gì, cả đời anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Người cả nhà đều chạy tới. Sắc mặt của Lận Diễm Trần u ám như trước cơn bão táp. Sở Tấn chưa từng thấy vẻ mặt của hắn tàn nhẫn như vậy. Lão Lận tổng nghe nói cháu nội có chuyện, so với con trai còn dọa người hơn. Trước đây Sở Tấn còn cảm thấy ông là một người hiền lành dễ gần, bây giờ lại hừng hực sát khí. Sau khi đến đây, vừa phối hợp với cảnh sát, vừa lén lút tìm người điều tra manh mối, hắc bạch lưỡng đạo đều nhờ vả. Lão Lận tổng nói với Lận Diễm Trần. Cho nên, bà đã nói là đừng để Thu Thu đi học ở những địa phương nhỏ thế này. Lận Diễm Trần nói, bây giờ bà nói chuyện này thì có lợi ích gì? Đứa nhỏ mất tích, con không khó chịu sao? Lão Lận tổng ngậm miệng, xác thực bây giờ không phải là lúc để cãi nhau. Cháu ngoan của ông có lòng hảo tâm, làm việc thiện, ngược lại còn bị người mơ ước. Tốt nhất là đừng có chuyện gì. Nếu như Thu Thu, dù chỉ bị mất nửa cọng tóc thôi, ông cũng sẽ cho những người đó biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Sau khi báo án 12 giờ, lực lượng cảnh sát bắt được bọn bắt cóc, nhưng không tìm được đứa nhỏ. Bọn bắt cóc nói đứa nhỏ đã bỏ chạy vào lúc nào không biết. Cảnh sát thẩm vấn suốt đêm vẫn không hỏi được tung tích của đứa nhỏ, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Sáng sớm, trắng đêm không có ngủ, Sở Tấn nhận được một cú điện thoại. Ba ba, không biết anh đang hoảng hốt hay là cảm động, vội vàng hỏi ngay. Thu Thu, con đang ở đâu? Thu Thu nói, con cũng không rõ lắm, để con hỏi một chút. Ông bác, chỗ này là chỗ nào vậy? Ông bác, con trai bị một người đàn ông khác khống chế. Nghe đến đó, lòng của Sở Tấn thật sự rất lạnh lẽo. Thu Thu nói địa chỉ, còn nói, ba ba, lúc tới nhớ mang thêm một ít tiền. Sở Tấn cắn răng hỏi, mang bao nhiêu tiền? Thu Thu vẫn còn ở trên tay bọn bắt cóc, họ đòi tiền chuộc, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần con trai bình an vô sự là may mắn rồi. Sở Tấn hỏi, bây giờ thân thể của con có thoải mái không? Có bị thương chỗ nào không? Thu Thu đàng hoàng nói, không có bị thương. Con hỏi mượn tiền của tiểu ca ca 1 tệ gọi điện thoại, con muốn trả lại cho anh ấy. Ba đem bóp tiền nhỏ của con đến là được rồi, con tự mình trả lại cho anh ấy. Sở Tấn nghĩ trong lòng, tiểu ca nào? Lúc Sở Tấn bọn họ vội vã chạy tới đón con trai, nhìn thấy Thu Thu và một cậu bé xa lạ đang ngồi sớm ở ven đường, ăn khoai nướng. Ngày hôm qua bé không ăn cơm, ngày hôm nay cũng không có ăn, đang tha thiết mong chờ nhìn khoai nướng của bà lão. Bà lão thấy bé đáng yêu như vậy, muốn cho không bé một củ. Thu Thu không muốn, bé nói, cháu không có tiền, cháu chỉ nhìn thôi. Bà lão nghe bụng bé kêu ùng ục, nở nụ cười. Không sao, bà mời cháu ăn một củ. Thu Thu suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy bà nói cho cháu biết số điện thoại di động của bà. Sau khi về nhà,
Con sẽ nhờ ba trả lại tiền cho ba. Cảm ơn bà nội. Bé nhận được một củ khoai nướng thơm ngát, bụi bặm, còn chia phần nửa cho tiểu ca ca ăn. Lúc Sở Tấn tìm thấy bé, đã nhìn thấy một cảnh tượng như thế. Đột ngột, một đoàn xe cảnh sát kéo tới đây. Làm bà lão đẩy xe bán khoai lang sợ hãi. Bà chỉ bán khoai lang thôi, không cần thiết phải như vậy chứ. Thu Thu sửng sốt, nhìn thấy ba xuống xe. Bé cầm khoai lang đứng lên, nói với tiểu ca ca bên cạnh. Ba của em đến rồi. Tiểu ca ca không lên tiếng, co giò bỏ chạy. Trong lúc Thu Thu bị bắt cóc, chính vì bị một đứa bé lừa gạt, cậu bé này quá khả nghi. Cảnh sát chạy theo đuổi kịp cậu. Thu Thu buồn bực. Em vẫn chưa trả tiền cho anh. Cậu bé kia nói. Mày không nói cảnh sát sẽ đến. Thu Thu nói. Em không biết. Nói lung ta lung tung gì thế? Chuyện này là sao? Sở Tấn và Lận Diễm Trần bước nhanh đến xem con trai. Thu Thu ngoại trừ trên người có hơi bẩn, trên dưới đều lành lặn, lông tóc vô thương. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, sau đó đến đồn cảnh sát kể lại những chuyện đã xảy ra. Thu Thu nói mình nhớ lại. Có một bạn nhỏ tới tìm con, nói là có chuyện liên quan tới trường học, con lập tức đi cùng. Mới vừa đi ra ngoài, thì có người từ phía sau ôm lấy con, lấy một cái khăn tay bịt miệng và mũi của con. Con lập tức mê man. Thu Thu tò mò mà nói. Sau khi con tỉnh ngủ, đã là buổi tối, tiểu ca ca đã cắt bỏ sợi dây quấn trên người của con. Thời dịp bọn họ không chú ý, dẫn con chạy. Con ở nhà của anh một buổi tối, sáng sớm anh nói là nghe nói người xấu đã bị bắt, nên mới dẫn con đi gọi điện thoại cho ba. Thu Thu có quen biết tiểu ca ca, bé hay gặp được bé trai này cõng một cái bao lớn, cầm một cái kìm sắt, nhặt rác ở gần trường học của bọn họ. Lúc trước cũng bởi vì tiểu ca ca nên bé mới muốn xây trường ở trong núi. Cảnh sát nghiêm mặt hỏi đứa bé trai. Tên gì? Năm nay mấy tuổi? Cậu bé nắm quyền, sốt sắng mà nói. Chim Hạo, 16 tuổi. Cảnh sát lại nói. Mấy tuổi? Đừng có nói dối. Cậu nói dối cũng không có ý nghĩa. Tìm một bác sĩ nhìn cậu là biết ngay. Cậu do dự. 14. Gọi bác sĩ Trương tới đây. 12. Cảnh sát lại hỏi. Tại sao cậu dẫn Sở Ngọc chạy? Cậu đã giữ Sở Ngọc lại một đêm. Cậu kêu mày. Tôi phát hiện nó bị bắt cóc, nên tôi cứu nó ra. Cảnh sát hỏi. Tại sao? Cậu cắn chặt răng. Qua một hồi lâu, mới nhỏ giọng hờn dỗi mà nói. Trẻ con rời khỏi ba mẹ của nó, rất là đáng thương. Cuối cùng anh cảnh sát hỏi. Vậy tại sao thấy chúng tôi thì bỏ chạy? Cậu bĩu môi, cúi đầu nói. Các người đừng đưa tôi vào viện mồ côi. Tôi có thể tự nuôi sống chính mình. Ghi xong lời khai, bọn nhỏ được thả ra khỏi đồn cảnh sát. Chim Hào đi ra cửa, nhìn thấy bé trai rất đẹp kia, vẫn chưa đi, còn đi về phía cậu. Cậu có chút hoảng loạn, muốn nhanh chóng rời khỏi. Thu Thu nói, ca ca, em trả anh tiền. Cậu ồ một tiếng, dùng sức lau lòng bàn tay lên quần tay mấy lần, lau sạch sẽ, mới đưa tay ra. Thu Thu trực tiếp cho cậu tờ 100 tệ. Cậu nhíu mày lại. Mày chỉ thiếu tao một tệ. Đây là 100 tệ. Mày không học toán học hay sao? Thu Thu nói. Ba em chỉ có tờ 100 tiền mặt. Còn lại anh nhận lấy đi. Cậu nhét tiền vào trong tay của Thu Thu. Tao không phải ăn mày. Vậy tao không lấy. Một tệ đó coi như tao cho mày. Thu Thu bất đắc dĩ. Không phải anh nói. Một đống giấy cắt tông to như vậy mới bán được có 5 hào hay sao? Mất cả nửa ngày anh mới có thể kiếm được bao nhiêu đó tiền. Em qua bên kia siêu thị mua bình nước rồi đổi tiền ra. Lần Diễm Trần ở gần hai đứa bé, toàn bộ quá trình đều nhìn hết vào trong mắt. Hắn nhỏ giọng nói với Sở Tấn. Nó cứu Thu Thu, anh cảm thấy chúng ta phải báo đáp nó. Sở Tấn gật gật đầu. Em cũng cảm thấy như vậy. Sở Tấn để Thu Thu đi nói. Thu Thu kéo tay tiểu ca ca. Anh đã cứu em. Ba em nói muốn mời anh đến nhà em ăn cơm. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, có thể chứ? Chim Hào suy nghĩ một chút. Một bữa cơm, cậu vẫn không ngại. Là cậu làm việc tốt nên được đền đáp. Thu Thu ngồi trên xe, ngửi ngửi chính mình một chút, ghét bỏ mà nói. Ba, con thói quá, con cần phải tắm. Bởi vì bé vừa bị bắt, không chịu ủy khuất gì, cũng không có bị đe dọa, đã trốn ra ngoài, vẫn rất sung sướng. Cuối cùng cũng về được đến nhà. Thu Thu nói với tiểu ca ca. Em dẫn anh đi gặp Sở Tiểu Béo. Đã một buổi tối không gặp Sở Tiểu Béo, Thu Thu rất nhớ nó. Vừa vào nhà, lập tức chạy thình thịch vào. Mập mạp, mập mạp. Tìm không được,
Thu Thu xoay người, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của ba ba, bé vẫn không hiểu được cảm xúc của ba ba, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Bé hỏi, ba ba, mập mạp đâu? Lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ, Sở Ngọc chưa bao giờ khóc dữ dội như vậy. Bé cảm nhận đau đớn chậm chạp, phản ứng cũng không nhạy bén. Bình thường sinh bệnh, bị thương chưa bao giờ khóc nháo. Vốn là ba ba nói cho bé biết chuyện sợ tiểu bé bị thương, bé vẫn kìm nén không có tái phát. Chờ đến bệnh viện thú cưng, vừa nhìn thấy sợ tiểu bé thương tích khắp cơ thể, nằm thoi thóp, bé đột nhiên không kiềm chế được mà khóc lớn. Sở Tấn và Lận Diễm Trần đều giật mình, vội vàng an ủi. Đã làm phẫu thuật rồi, mập mạp sẽ khỏe lên. Thu Thu la nước mắt, thúc thích nói, nhất định phải cứu sống mập mạp. Ba ba thấy bé khóc, trong lòng cũng rất khó chịu. Lận Diễm Trần vừa an ủi bé, vừa tìm cách. Chiêm Hạo ở bên cạnh, nhìn thấy Thu Thu khóc thảm như vậy, không biết làm sao. Cậu vốn cảm thấy đứa bé con nhà giàu này hơi ngu ngốc, gặp cái gì cũng cười. Thật sự là một đứa bé khiến người nhìn không thấu. Khóc đến mức làm người chịu không nổi, nhưng cậu làm sao để an ủi đây? Sở Ngọc lần đầu tùy hứng như vậy, bé không muốn rời khỏi bệnh viện thú cưng, chỉ muốn canh giữ ở bên cạnh của Sở Tiểu Béo, dù nằm nghỉ ở hành lang cũng được. Ba ba còn có thể làm sao? Vội vàng cho người dọn phòng nghỉ ngơi, chuyển giường ra. Ngày hôm nay sẽ cùng con trai ngủ nơi này, bác sĩ cũng ở lại, luân phiên kiểm tra tình trạng cho một con chó. Thu Thu canh ở bên cạnh Sở Tiểu Béo, khóc rồi ngừng, khóc lóc mệt rồi ngủ. Được ba ba ôm vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Tùy hứng thì cứ tùy hứng, Thu Thu lớn như vậy, cũng chỉ tùy hứng một lần như thế này, vẫn phải chiều theo con trai. Mạng Sở Tiểu Béo tuy đã được giữ lại, thế nhưng lúc đó cột sống của nó bị thương, làm chi dưới bại liệt. Sau khi nằm viện 2 tuần lễ thì được mang về nhà. Mấy ngày nay tâm trạng của Thu Thu cũng không tốt. Mỗi ngày sau khi về nhà, lập tức ở cùng Sở Tiểu Béo. Chiêm Hạo ngồi bên cạnh bé nói, trước đây ở dưới quê, tôi cũng có nuôi một con chó. Thu Thu vuốt ve đầu của Sở Tiểu Béo ở bên trên đùi của bé, hỏi Chiêm Hạo, con chó đó giờ thế nào? Chiêm Hạo nói, nó là một con chó lớn màu vàng, rất ngoan. Sau khi ông nội tôi chết, bọn họ đưa tôi đến viện mồ côi, bây giờ cũng không biết nó đâu. Gần đây Thu Thu gặp phải rất nhiều chuyện nên mơ mơ hồ hồ, nhưng cuối cùng cũng biết được thế gian hiểm ác. Bé hỏi, viện mồ côi là một nơi như thế nào? Chiêm Hạo nói, chính là nơi ở của những đứa trẻ không có ba mẹ. Có một đôi vợ chồng không sinh được con nên nhận nuôi tôi, mang tôi ra sông. Sau đó không bao lâu bọn họ có đứa con ruột của mình. Mỗi ngày tôi làm gì, bọn họ cũng đánh tôi. Tôi nghe nói ở bên ngoài làm việc thì sẽ kiếm được tiền. Tôi muốn đi, tại sao tôi phải ở lại cái nơi đó để chịu khổ? Tôi có thể nuôi sống chính bản thân mình. Hôm nay, lần đầu tiên sau khi tới nhà họ Lận, cậu thổ lộ thật tình. Cậu vẫn luôn không chịu mở miệng. Cậu là một cô nhi lưu lạc, không có giấy khai sinh. Thân thế của cậu mọi người hoàn toàn không biết. Có người để trò chuyện, tâm trạng của Thu Thu tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Anh thật là lợi hại, Chiêm Hạo nói. Tôi còn để dành được một ít tiền, sau này sẽ đi học nghề, làm nghề mộc hay đầu bếp gì đó. Học xong sẽ trực tiếp mở cửa tiệm. Cậu hỏi, ba ba em lúc nào sẽ để tôi đi? Thu Thu suy nghĩ một lát, cảm thấy tiểu ca ca đã nói thật với mình. Bé cũng muốn, có quà thì phải có lại. Nói, em nghe, ba ba em nói, vì cảm ơn anh đã cứu em, hơn nữa anh vẫn còn là một đứa nhỏ. Cho nên, muốn tìm kỹ cho anh một gia đình, cho anh có ba mẹ. Chiêm Hạo cúi đầu, chốc lát sau mới trầm giọng nói, em có thể giúp anh nói với ba ba của em, không cần nhọc lòng vì tôi như vậy. Chiêm Hạo không lên tiếng, không đi nữa, cậu sợ mình sẽ không nở đi. Lần đầu tiên lúc cậu bước vào cửa của Lận gia, đã cảm thấy mình như tiến vào một thế giới khác. Cậu nhìn thấy sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, rồi nhìn lại đôi giày bẩn thỉu của mình, cũng không dám bước lên. Cậu được tắm rửa ở trong buồng tắm ấm áp sạch sẽ, mái tóc rối như ổ gà của mình được gội sạch. Người chú có vẻ rất ôn nhu, nắm tay cậu, cầm kéo cắt móng tay cho cậu. Chú còn muốn cắt móng chân cho cậu, nhưng cậu mắc cỡ, bỏ chạy, muốn tự mình làm. Chân của cậu rất khó coi, bàn chân lớn, còn có rất nhiều vết sẹo, có dấu vết bị nứt nẻ do trước đây bị chịu lạnh, hàng năm đến mùa đông sẽ phát đau. Ngày đầu tiên, chú nói quá muộn,
nên để cho cậu ở lại ngủ một đêm. Ba bạn nhỏ xinh đẹp nói chuyện rất êm tai, vừa ôn nhu lại dịu dàng. Cậu không biết chuyện gì xảy ra, bị ma xui quỷ khiến mà ở lại. Ngày thứ hai, chú nói Thu Thu rất khó chịu, nhờ cậu giúp đỡ an ủi một chút. Cậu thấy con chó kia cũng thảm như vậy rồi. Sau đó mấy ngày mơ liên tiếp, không biết lúc nào, từng ngày một trôi qua, kéo dài rồi kéo dài, kéo đến tận bây giờ. Thu Thu bỗng nhẹ giọng nói, em hỏi anh một chút. Cái gì? Em rất hối hận vì đã giúp đỡ những bạn nhỏ đó. Em hy vọng những kẻ xấu xa kia và bạn nhỏ giúp bọn họ gạt em, hại mập mạp bị thương, đều gặp quả báo. Mập mạp đau đớn bao nhiêu thì bọn họ phải đau đớn hơn gấp bội. Có phải em rất xấu xa hay không? Em cảm thấy mình đã trở thành người xấu. Em thật là đáng sợ. Chim Hạo im lặng một lát, tay cậu nắm chặt rồi lại mở ra. Rất là muốn sờ tóc của Thu Thu, nhưng lại không dám. Cậu nói, không có, em không có xấu. Em là bé con thiện lương nhất mà tôi đã từng gặp. Chỉ là rất thích khóc. Lần này Thu Thu hoàn toàn tách biệt với thế gian, cũng không đi học. Sợ bé có bóng ma trong lòng, ba định chuyển trường cho bé, còn đang xem xét trường học mới. Trên Internet truyền ra một ít lời đồn đại, có người đăng bài nói bé thiếu chút nữa bị bắt cóc, nói như là tận mắt nhìn thấy, người qua đường trào phúng ba mẹ bé kém thông minh, cho đứa nhỏ hấp thụ ánh sáng sớm như vậy mới làm đứa nhỏ rơi vào nguy hiểm. Bài đăng rất nhanh bị xóa bỏ. Theo lời khai của kẻ bắt cóc, thật ra trước đây gà cũng không biết đứa nhỏ này là ngôi sao nhí, khá là nổi tiếng gần đây. Lúc thường, gà không có xem tivi. Lần đó Thu Thu đến trường tiểu học trong núi nên mới theo dõi bé. Địa chỉ của trường học Thu Thu cũng không lộ ở trên mạng. Lúc đó gã để con trai của mình đi hỏi, Thu Thu không có đề phòng bạn nhỏ nên đều bị hỏi ra tất cả, ngay cả thời gian tan học. Gã theo dõi nửa tháng, phát hiện một ngày canh gác lỏng lẻo nhất nên ra tay. Một bước cờ sai, giả tràng xe cát. Lúc cảnh sát đến bắt gã, bởi vì Thu Thu chạy mất, gã còn đánh con trai mình để hả giận, đánh đứa nhỏ mặt mũi sưng lên. Lận Diệm Trần sẽ không bỏ qua cho những người làm tổn thương con trai bảo bối của hắn. Để gã nhận lấy hình phạt cao nhất, chờ gã tiến vào ngục giam, sẽ có rất nhiều ngày tháng vui vẻ đang chờ gã. Lão Lận Tổng mê tín nói với ba của đứa nhỏ, ba tìm mấy đại sư xem mệnh cho Thu Thu, các con tham khảo một chút. Bọn họ đều nói như vậy, Thu Thu mệnh trung mang quý, thế nhưng chính vì quá quý, nó còn nhỏ nên khó nhận nổi quý khí, rất dễ chích yểu. Lần Diễm Trần nửa tin nửa ngờ hỏi, lừa người khác chứ gì, ba chớ tin mấy cái thứ này. Cháu trai của ba, bọn họ dĩ nhiên phải sưng một tiếng quý. Ba bắt đầu tin mấy cái thứ này từ khi nào đấy? Lão Lận Tổng nói, ba giấu tên. Lần Diễm Trần hỏi, những đại sư đó nói gì, không phải kêu ba cho tiền làm phép chứ? Lão Lận Tổng cười rộ lên, không có, đại sư nói tìm một đứa nhỏ mạng lớn, làm con nuôi, áp một chút. May mắn của nó có thể vững vàng hơn một chút. Lần Diệm Trần cảm thấy khá là tà môn. Vậy không phải là đang nói đứa nhỏ lang thang kia hay sao? Lần Diệm Trần và Sở Tấn thật ra cũng không tin mấy thứ quyền ảo này. Thế nhưng việc liên quan tới con trai duy nhất của bọn họ, thà tin là có hơn là không. Sở Tấn nghe thân thế của Chim Hạo từ chỗ Thu Thu, cảm thấy cũng rất đáng thương. Khó trách trên người cậu có nhiều vết thương loang lổ như vậy. Lần Diễm Trần nói cho anh biết chuyện ba tìm đại sư bói mệnh cho Thu Thu. Dù thế nào, tên nhóc quỷ kia cũng không thể mua chuộc đại sư đâu. Sở Tấn nói, Tiểu Hạo là một đứa trẻ tốt. Anh xem, ngày hôm nay nó đem chăn xếp rất là chỉnh tề. Chim Hạo ngủ phòng khách, cái gì cậu cũng không dám đụng vào. Mỗi ngày sẽ tự mình dậy sớm, xếp chăn, ráp trải giường chỉnh tề, giống như chưa từng có người ở đây vậy. Cậu bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng rời đi, hoặc cũng có thể nói là bị vứt bỏ. Sở Tấn xuất thân trong một gia đình bình thường, vốn rất mẫn cảm với hai chữ giàu nghèo. Anh nói, mặc dù chúng ta thật sự quyết định nuôi Tiểu Hạo, cũng vì nó là một đứa trẻ tốt. Đừng nói những câu như thế. Anh cũng chớ tin những lời của mấy ông đại sư kia. Em không tin, em cảm thấy lúc anh đi tìm nó, thật ra cũng đã tin tưởng nó. Lần Diễm Trần biết mình chọc Sở Tấn không vui, nhanh chóng phụ họa, liên tục nói phải. Dù sao nhận nuôi một đứa trẻ cũng không thể nói một câu nhẹ nhõm như vậy. Cũng không phải nuôi một con chó hay con mèo, chỉ cho ăn cơm, chơi với nó, chú ý thân thể của nó khỏe mạnh là đủ. Dạy dỗ nó, trẻ con cần phải dạy dỗ.
bọn họ nói chuyện. Vừa nhìn trong sân cách đó không xa, hai đứa trẻ trên sân đang mân mê cái gì đó, sợ tiểu béo nằm nhoài trong ổ chó, tò mò nhìn cậu chủ. Ánh mặt trời ấm áp rơi trên người của nó ngáp một cái, buồn ngủ, cực kỳ thoải mái. Sợ tiểu béo không hổ là một con chó ngáo. Lúc đó, vừa mới hôn mê tỉnh lại, nó nhìn thấy Thu Thu nước mắt lưng tròng, cơ thể mình vẫn đang suy yếu, nhưng rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều. Sau đó vết thương gần như khỏi hẳn, sợ tiểu béo được đón về. Tuy rằng bại liệt, nhưng chỉ cần có cậu chủ bên cạnh, nó vẫn rất sung sướng. Nhưng chỉ bởi vì nửa người dưới không thể động đậy, hai cái chân bị bại liệt, cho nên không thể chạy ngược chạy xuôi, di chuyển rất là bất tiện. Gần đây địa vị của sợ tiểu béo trong nhà tăng mạnh. Đừng nói là chủ nhân, ngay cả đầu to vốn xem thường nó cũng ôn nhu với nó hơn rất nhiều. Không đánh nó, cũng không cướp địa bàn của nó, còn đồng ý nhường ghế sofa lại cho sợ tiểu béo ngủ. Có đồ ăn còn chủ động đồng ý chia cho sợ tiểu béo một miếng. Sợ tiểu béo không phát giác, Thu Thu lại không chịu nổi như vậy. Ngày ấy, sợ tiểu béo nhìn thấy bé thì kéo lê hai chân, dùng chân trước bò đến chỗ của bé, vui vẻ kêu gâu gâu, muốn chơi với bé. Rõ ràng sợ tiểu béo rất vui. Thu Thu vừa thấy, trong nháy mắt, nước mắt lập tức rớt xuống. Thu Thu đưa tay ôm sợ tiểu béo, không ngờ lại ôm nổi. Trước đây tao ôm không nổi đâu, mập mạp. Sau này không kêu mày là sợ tiểu béo nữa, gọi là sợ tiểu gầy đi. Thu Thu nước mắt lưng tròng đi hỏi ba ba. Chân của sợ tiểu béo có thể chữa hết không? Sợ Tấn nhìn thấy cục cưng bảo bối của mình khóc, không đành lòng, anh khổ sở lắc lắc đầu. Thu Thu vốn đang kìm nén nước mắt, nghe ba ba nói như vậy, nước mắt như mở công tắc, đột ngột dâng lên ầm ầm. Bé cầm lấy góc áo của ba ba, vừa khóc thúc thích vừa nói. Tìm bác sĩ cho mập mạp, tìm bác sĩ giỏi nhất, cũng không thể chữa trị hết sao? Sợ Tấn nói. Trên thế giới không có bác sĩ như vậy, có một số bệnh không thể trị hết. Thu Thu nghe ba ba nói, bé tỉnh tỉnh mê mê, bắt đầu có ấn tượng mơ hồ với sống và chết. Trên đời này có một số việc rất khó có thể vượt qua, dù cho cố gắng bao nhiêu cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí có lần Thu Thu muốn thay đổi ước nguyện, không chơi cờ vây nữa mà muốn học y, tới lúc đó có thể chữa lành chân cho sợ tiểu béo. Ba ba chẳng hề ngăn cản nguyện vọng làm bác sĩ của bé, mà chỉ có nhắc nhở bé, tuổi thọ của chó chỉ có mười mấy năm, chờ bé học xong bác sĩ, sợ là tuổi thọ của sợ tiểu béo đã hết và chết tại nhà. Thu Thu vẫn chưa hết hy vọng. Bé nhìn vài người cũng không đi được, cũng có thể chống gậy, có thể ngồi xe lăn, vậy bé cũng có thể làm thứ gì đó để cho sợ tiểu béo di chuyển. Thu Thu không cần ba ba giúp đỡ, thế nhưng ca ca lại có thể giúp bé. Bọn nhỏ phát thảo ra sơ đồ mấy lần, thảo luận sửa chữa, nghiên cứu nhiều lần, cuối cùng cũng quyết định phương án. Dùng ngay vật liệu trong nhà, Thu Thu phá hủy xe học đi của bé khi còn nhỏ, dùng bánh xe di chuyển, hai đứa nhỏ gỡ gỡ đập đập làm hơn một tháng, cuối cùng cũng làm xong, chủ yếu là ca ca làm. Cậu từ nhỏ đã biết làm việc, lại lưu lạc bên ngoài cái gì cũng phải tự mình ra tay. Năng lực thủ công mạnh hơn Thu Thu nhiều. Thứ này được làm tương tự như xe đẩy, dùng vải thô buộc lên người của sợ tiểu béo, nửa người dưới của nó thì ở trên xe. Phía dưới có bánh xe, chỉ cần nó dùng chân trước bò về phía trước. Tuy rằng không có chạy nhanh bằng chạy hai chân, nhưng so với lết hai chân sau thì đi tốt hơn lắm. Sợ tiểu béo rất thích, sau khi trồng lên nó có thể chạy rất mau, nhưng cũng có khuyết điểm, chỉ có thể đi đường bằng phẳng. Nếu có bậc thang sẽ dễ bị lật xe. Sau khi đeo lên lần đầu, sợ tiểu béo vui vẻ chạy mấy vòng ở trong sân, nó di chuyển linh hoạt hơn nhiều. Sợ tiểu béo thở hồng hộc chạy trở về, còn muốn nhào vào Thu Thu giống như trước đây. Nó nhảy lên một cái, nhưng nhảy không nổi. Nhưng vừa mới nhớ lại bây giờ mình chỉ là một con chó bại liệt, nhưng nó vẫn không thương tâm, đi đến cọ cọ lên chân của Thu Thu, kêu gâu gâu như đang nói cảm ơn Thu Thu. Thu Thu nước nước mắt vào trong, sợ tiểu béo nhảy không được, vậy bé ngồi chồm hổm xuống, cũng có thể ôm sợ tiểu béo, vừa so so đầu vài cái, ở cổ vài cái của nó, vừa nói. Mày vui chứ, mập mạp, bây giờ mày cực kỳ khóc nha. Sợ tiểu béo liếm mặt của bé, gâu gâu gâu. Nó muốn quẩy đuôi, nhưng bây giờ nó không thể quẩy đuôi được. Sau bữa tối, sợ Tấn gọi chim hạo vào thư phòng.
Bầu không khí rất là nghiêm túc, Chim Hạo không biết làm sao, Sở Tấn để cậu ngồi trên ghế sofa. Cậu câu nệ đứng đắn ngồi xuống, trong lòng hoảng loạn, Sở Tấn nói: "Tiểu Hạo, các chú muốn tìm một nhà mới chăm sóc con, thế nhưng vẫn không tìm được." Chim Hạo rất khó miêu tả cảm xúc của mình, cũng là trong dự liệu, cậu đã sớm nghĩ đến, nhưng nước đã đến chân, vẫn cảm thấy rất khó vượt qua. Cậu đã ở lại đây quá lâu, rõ ràng nhắc nhở tất cả những thứ này đều không phải là của cậu, nhưng lòng của cậu vẫn tham lam. Sở Tấn nói tiếp: "Con là một đứa trẻ tốt." Chim Hạo ừ một tiếng, cậu đã sửa sang hành lý xong rồi. "Chúng ta đã đi hỏi Thu Thu, trước đây chú còn hỏi nó một lần, hỏi nó có muốn có thêm một người anh hay không. Nó nói nó muốn một người ca ca. Chú cảm thấy con cũng không chán ghét Thu Thu, con có đồng ý làm ca ca của nó hay không?" Chim Hạo nghe ngẩn cả người, cậu lập tức có chút không rõ đây là ý gì, nói: "Con làm ca ca của Thu Thu." Sở Tấn gật đầu: "Con đồng ý sống cùng chúng ta không?" Cả người Chim Hạo cứng đờ, nói không ra lời, cũng không có phản ứng. Cậu rất muốn đồng ý, nhưng lại không dám. Trước đây cô chú mới vừa mang cậu về nhà, cũng đối với cậu rất tốt. Khó chịu nhất không phải là chờ viện mồ côi, mà là uổng công hy vọng. Cậu sợ sệt đây cũng chỉ là một giấc mộng. Sở Tấn hỏi: "Con không tin chú sao?" Chim Hạo nhanh chóng lắc đầu. Sở Tấn lại hỏi: "Vậy con có muốn làm con của chúng ta hay không?" Chim Hạo chần chừ rồi gật đầu. Hai chú làm thủ tục nhận nuôi, chính thức nhận cậu làm con trai nuôi. Chú đối với cậu vô cùng tốt, còn mời gia sư dạy cậu học bổ túc. Nền tảng của cậu khá kém, ngay cả Thu Thu cũng có thể dạy cậu làm bài. Cậu rất quý trọng cơ hội học tập. Học bổ túc 2 tháng, học kỳ mới khai giảng, cậu vào học lớp 5 tiểu học. Ngày đầu tiên đi học trở lại, cậu rất hồi hộp. Thu Thu bình tĩnh mà nói với cậu: "Ca ca không phải sợ, em sẽ bảo vệ anh." Chim Hạo nghĩ: "Chú nhờ anh ở trường học bảo vệ em, đừng để em bị người ta bắt nạt nữa kìa." Qua mấy ngày, Sở Tấn hỏi cậu: "Thu Thu ở trường học thế nào, có ai bắt nạt nó không?" Nói đến chuyện này, Chim Hạo có hơi khó hiểu. "Không có, thế nhưng con thấy Thu Thu còn chỉ huy bạn khác." Sở Tấn khó hiểu, nên nói: "Không hổ là con trai của Lận Diễm Trần sao?" Sau khi Thu Thu cân nhắc chuyện học bác sĩ thú y thì phát hiện mình quả nhiên vẫn thích cờ vây nhất, không còn cách nào từ bỏ, sẽ tiếp tục nghiên cứu cờ vây. Một nhà bốn người, thêm một con mèo một con chó, cuộc sống bình thường lại náo nhiệt. Chim Hạo học sơ nhất năm ấy, Sở Ngọc lên lớp 5. Có một ngày Thu Thu đột nhiên bắt đầu bướng bỉnh, chết sống cũng không chịu đi học, thậm chí trốn học về nhà. Dọa cho Sở Tấn sợ hết hồn, thiếu chút nữa cho rằng con trai bị bắt cóc. Sở Tấn rất tức giận, Thu Thu lúc này mới mấy tuổi, phản nghịch tới cũng quá sớm đi. Người còn nhỏ như vậy, lá gan đã lớn, lại dám trốn học. Anh kéo Thu Thu qua, chuẩn bị giáo dục kỹ càng một trận, sụ mặt, nghiêm túc hỏi bé vì sao phải trốn học. Lần này, anh phải tàn nhẫn quyết tâm dạy dỗ đứa nhóc hư này. Nếu như bị người trường học bắt nạt, nói ra anh sẽ giải quyết, nhưng anh cảm thấy tình huống không như thế. Mấy đứa trẻ đến tuổi này sẽ bắt đầu làm người ta chán ghét. Sở Tấn vốn còn cảm thấy Thu Thu nhà bọn họ cũng không chừng sẽ ngoại lệ, kết quả vẫn rơi vào số đông. Sở Tấn án giận Lần Diễm Trần: "Chắc chắn là học theo anh." Lần Diễm Trần nói: "Em đừng đổ oan cho anh, lên đại học anh mới bắt đầu trốn học." Sở Tấn hỏi cả nửa ngày mới cài ra miệng nhóc con này. Thu Thu cúi đầu nói: "Gần đây Sở tiểu béo càng ngày càng yếu rồi. Ngày hôm trước, con mơ thấy lúc con ở trường học chơi đùa, Sở tiểu béo chết ở nhà, chờ sau khi về nhà con mới phát hiện. Đáng thương biết bao nhiêu, con muốn canh chừng ở bên cạnh mập mạp." Cảm xúc lo lắng của Thu Thu dành cho tiểu béo, ba ba cũng hiểu rõ. Nhưng đi học vẫn phải đi, làm sao bây giờ? Thu Thu năn nỉ ba ba: "Sau này con sẽ cố gắng học cho giỏi, có được hay không ba ba? Mập mạp đáng thương biết bao." Ba ba không đành lòng, nhưng vì lý do này mà làm thủ tục xin nghỉ học cũng quá không khả thi. Cuối cùng là sau khi thầy Sở nghe thấy, ông nghĩ ra biện pháp, ông chuyển tới đây. Ban ngày lúc Thu Thu đi học, ông sẽ ở nhà với Sở Tiểu Béo. Lỡ như có tình huống xấu, ông sẽ lập tức gọi điện thoại tới trường học, thông báo với Thu Thu. Thu Thu cũng không phải là cố ý muốn trốn học, hiển nhiên đồng ý với lời đề nghị của ông nội.
Nói đi cũng phải nói lại, sợ tiểu béo là do thầy Sợ ôm trở về nuôi từ nhỏ đến lớn. Thầy Sợ vẫn còn giữ rất nhiều hình ảnh của Sợ tiểu béo, lúc còn là chó con. Tìm ra cho Thu Thu xem, hoài niệm mà nói. Lúc nó mới sinh ra hơn một tuần lễ, ông đi qua, vừa liếc mắt vào bên trong ổ, đã lập tức chọn trúng tiểu béo. Nó thích ông, còn chủ động liếm tay của ông nữa. Con xem, có phải rất là đáng yêu không? Thu Thu nói, nó nằm ngoài trong ổ chó. Thầy Sợ nói, đúng, lúc này vẫn chưa bước đi được. Mãi đến khoảng 2 tháng sau, ông mới ôm nó trở về nhà. Vốn nên chờ thêm một thời gian. Nhưng chủ của mẹ nó nói, ông nên nhanh chóng mang nó về. Nó là mập nhất trong ổ chó, ăn rất là nhiều. Thu Thu cùng cười. Cười một hồi, lại không cười tiếp nữa. Thở dài nói, mập mạp khi đó nằm bẹp không đi được. Bây giờ cũng vậy, sinh mệnh là một vòng lẩn quẩn, đều giống nhau. Đứa bé chỉ là một đứa nhỏ, lại nói năng như một ông cụ non, có chút buồn cười, nhưng lòng lại có hơi chua xót. Năm nay Sợ tiểu béo đã 14 tuổi, dù không bị thương, cũng là một chú chó cao tuổi. Bộ lông của nó đã trở nên sơ sát, đôi mắt trở nên vô thần, khẩu vị cũng trở nên kém hơn, ăn ít, không còn hiếu động như trước nữa. Chuyện làm nhất ở trong ngày là ngủ, thậm chí ngay cả ngủ cũng hô hấp, nghe có vẻ rất khó khăn. Khiến cho người lo lắng bất cứ lúc nào, nó cũng có thể trút hơi thở cuối cùng. Già rồi, không còn dễ nhìn như trước đây. Thu Thu mỗi ngày đi vuốt ve nó, khen nó. Mập mạp, mày thật là đẹp. Sợ tiểu béo trở nên cực kỳ dính người. Tuy rằng nó vốn là một chú chó rất dính người, nhưng gần đây càng ngày càng dính người hơn. Chỉ cần vừa tỉnh lại thì sẽ tìm người. Tốt nhất là có Thu Thu, không thì người khác cũng được. Nhất định phải có người bên cạnh nó, nếu không sẽ tội nghiệp mà kêu ẳng ẳng. Không biết có phải đầu to không chịu được vẻ đáng thương của nó hay không, bây giờ đầu to cũng sẽ bên cạnh nó. Đầu to cũng là một con mèo già, nhưng so với Sợ tiểu béo, thân thể lại khỏe mạnh hơn nhiều, không bệnh không đau, vẫn còn có thể sống thêm mấy năm nữa. Có người bạn già này làm bạn, Sợ tiểu béo cũng sẽ an tâm hơn một chút. Hơn nữa còn có ông chủ ở đây với nó. Cuối cùng Sợ tiểu béo cũng nhớ lại, nó đã từng ở chung rất lâu với thầy Sở, chỉ là nó càng thích Thu Thu hơn. Nó nhìn Thu Thu từ nhỏ đến lớn nha. Bây giờ, mỗi ngày khi Thu Thu trở về, chuyện đầu tiên làm đó chính là nhìn Sợ tiểu béo. Lúc ở trường học, đều đứng ngồi không yên, bé rất lo lắng cho mập mạp. Hôm nay về nhà, bé nhìn thấy ông nội ngồi trên tấm nệm bên cửa sổ. Đầu của Sợ tiểu béo đặt ở trên đùi của ông nội, nó đang nghỉ ngơi. Chờ Thu Thu đến gần, Sợ tiểu béo mới phản ứng lại. Nó kéo bánh xe, đi đến bên người của Thu Thu. Bây giờ nó chạy hết nổi rồi, tiếng lăn bánh xe cũng trở nên rất chậm. Thu Thu có chút ganh tị, ngồi sộm xuống sờ sờ nó. Có ông nội ở đây, mày còn không tới cửa đón tao tan học. Trước đây, lúc bé mới đi đến cửa nhà, vừa mở cửa ra, mập mạp sẽ ở đó chờ bé. Thầy Sợ nói, không phải ganh tị, nó thích con nhất. Nó nhìn thấy ông đều không thèm động, là ông đi đến bên này. Bây giờ lỗ tai của tiểu béo không còn linh động nữa, không có hay con trở về, không phải con đến gần, nó mới phát hiện sao? Sợ tiểu béo không có bao nhiêu sức lực, chỉ lủi thân của mình vào trong lồng ngực của Thu Thu. Thu Thu ném cặp sách, ngồi bẹp dưới đất, ôm mập mạp. Thu Thu vuốt ve Sợ tiểu béo, Sợ tiểu béo nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lồng ngực hô hấp đứt quãng chập trùng, rung rung, nó đang chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ. Thu Thu lo lắng mà nói, mập mạp rất khó chịu. Ông nội, có phải nó phát bệnh hay không? Chúng ta dẫn nó đi gặp bác sĩ đi. Thầy Sợ ngồi sộm xuống bên cạnh bé, nói, ông nội đi tìm bác sĩ. Ông liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa. Ông nói tiếp, bởi vì tiểu béo từng bị thương, lúc trời mưa, chỗ bị thương sẽ khó chịu, không còn biện pháp nào khác, con vuốt ve cho nó đi. Bây giờ Thu Thu đã dọn ổ chó của Sợ tiểu béo vào trong phòng của mình, mỗi ngày đều để Sợ tiểu béo ngủ trên giường của mình. Bởi vì hai chân sau của Sợ tiểu béo bị bại liệt, nó không thể khống chế đại tiện. Thu Thu không chê nó, cho dù nửa đêm bị mùi thối đánh thức, cũng chỉ ngáp một cái rời giường, tự tay lau chùi cho Sợ tiểu béo. Bây giờ bé thuần thục thay bỉm cho chó. Một buổi sáng sớm mùa thu, hơn 5 giờ, Thu Thu bị tiếng mèo kêu đánh thức. Trời bên ngoài vẫn tối, bé mở đèn đầu giường, dụi dụi con mắt. Đầu to, đứng ở bên cạnh Sợ tiểu béo, ngẩng đầu lên kêu to hai tiếng với Thu Thu, lại tiếp tục cúi đầu,
đi vây quanh đầu Sở Tiểu Béo. Thu Thu như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu, trong nháy mắt thanh tỉnh. Bé nhìn thấy Sở Tiểu Béo nằm trên ổ chó, không nhúc nhích. Thu Thu xuống giường, ngồi xổm ở bên cạnh Sở Tiểu Béo, đưa tay ra muốn sờ một cái, lại không dám. Bé nín thở lắng nghe, nhưng làm sao cũng không nghe được tiếng của Sở Tiểu Béo hít thở. Bé hít sâu một hơi, tay vừa định đụng Sở Tiểu Béo, lập tức lỗ tai của Sở Tiểu Béo nhúc nhích một chút. Sở Tiểu Béo bỗng nhiên thở ra một hơi, rồi tỉnh lại. Nó suy yếu mà mở mắt ra, nhìn cậu chủ nhỏ, ánh mắt mê man. Trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ, giống như gào thét, vừa ôn nhu, vừa đau xót. Thu Thu nhẹ nhàng vuốt ve nó, Sở Tiểu Béo liếm liếm ngón tay của bé, cọ cọ. Thu Thu ôm nó, dùng một tư thế Sở Tiểu Béo cảm thấy thoải mái nhất, gãi đầu, sờ tai nó, kề sát mặt ở trên người của nó. Thu Thu có lẽ ý thức được giây phút kia sắp đến, nhẹ giọng nói, ngủ đi, mập mạp, tao sẽ ở bên cạnh mày. Bé nghe thấy hô hấp của Sở Tiểu Béo càng ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy nữa. Sở Tiểu Béo chết rồi. Đối với Thu Cưng mà nói, vậy có lẽ coi như là một kết thúc tốt đẹp. Nhưng đối với Thu Thu mà nói, mập mạp giống như là người nhà của bé vậy. Bạn nhỏ Sở Ngọc lần đầu trong cuộc đời trải qua sinh ly tử biệt, trong một đêm trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Ban đầu, hai ba ba đều chuẩn bị tinh thần sau khi Sở Tiểu Béo qua đời, bé sẽ khóc không ngừng. Kết quả Thu Thu không hề khóc. Buổi sáng một ngày nào đó, Sở Tấn phát hiện đèn phòng của Thu Thu sáng rỡ. Anh đi tới nhìn, Thu Thu đang chải lông cho Sở Tiểu Béo. Sở Tấn hỏi, con dậy sớm đi chơi với Sở Tiểu Béo sao? Thu Thu bất thình lình nói, mập mạp qua đời, con muốn làm cho nó đẹp hơn một chút. Sở Tấn giật mình, Thu Thu trở nên hiểu chuyện đến lạ thường. Thời gian rảnh rỗi, bé càng thêm yên lặng tập trung vào sở thích chơi cờ vây. Bé không bao giờ là một bạn nhỏ sau khi tan học về, ở trên bàn ăn, bưng bát cơm to, cười híp mắt nói chuyện với ba ba. Tò mò đến mức nhìn thấy một con sâu nhỏ ven đường, cũng cảm thấy thú vị mà về kể cho ba ba. Ngược lại bây giờ nói chuyện với ca ca nhiều hơn, thảo luận chuyện học tập. Sở Tiểu Béo được chôn cất ở phía sau sân, dưới gốc một cây nhãn. Từ sau khi chôn cất, Thu Thu cũng không có quay lại nơi chôn mập mạp. Lúc thường sinh hoạt của bé cứ như bình thường, có vẻ như không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ là tình cờ tan học về, bé theo bản năng mà đi thẳng vào một góc nhà, sau đó nhìn thấy nơi đó trống rỗng, mới kịp phản ứng. Mập mạp đã biến mất, vốn ổ chó quanh năm để ở nơi đó, bây giờ đã sớm dọn đi. Bé sững sờ một chút lấy lại tinh thần, làm như không có chuyện gì đó mà đi ra. Sở Tấn lo lắng, không phải con có ám ảnh trong lòng đó chứ? Lần Nhiễm Trần lại nói, anh ngược lại cảm thấy con là một đứa trẻ rất kiên cường. Nghỉ đông, ba ba dẫn bọn nhỏ đi dạy sầu, bây giờ là mùa thích hợp để xem cực quang. Bọn họ đến một thị trấn nhỏ ở Bắc Canada. So với hồ Morin, hai ba đã từng đi, xác suất nhìn cực quang ở đây càng cao hơn. Ngày thứ hai bọn họ đến đã có thể gặp được cực quang. Cả nhà bốn người bọn họ ngồi một căn nhà gỗ dựng lên cho du khách ở lại, uống thức uống nóng, ăn điểm tâm và ngắm cực quang. Hào quang sáng lạng mỹ lệ khoác lên trên tinh hà. Lần Diễm Trần nắm tay của Sở Tấn, hai người dựa sát vào nhau. Hai đứa nhỏ tựa hai bên trái phải bọn họ. Lần Diễm Trần ôm vai của Thu Thu, nói, Thu Thu, con nhìn xem mập mạp thật ra không có chết. Nó đã biến thành ngôi sao trên trời, bảo vệ con. Thu Thu ghét bỏ mà nói, Daddy, ba đừng có nói lời như thế. Ba nghĩ con là đứa nhỏ dễ gạt sao? Con biết mập mạp đã chết rồi. Không bằng ba nói mập mạp không nỡ rời xa con, kiếp sau sẽ lại làm thú cưng của con đi. Nhưng con biết đó đều là giả, sinh mệnh luôn sẽ kết thúc, cho dù có khổ sở cũng vô dụng. Bé ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao xa tít ở trên không, nâng gương mặt bị gió thổi lạnh hồng, phiền muộn mà nói, tính mạng của con cũng có phần cuối. Ba ba và ca ca nghe thấy mà đen mặt. Sở Tấn nói, Thu Thu, con có biết tại sao con có thể nhìn thấy ánh sao hay không? Thu Thu lắc lắc đầu một cái. Không biết. Sở Tấn ôn nhu nói. Con xem vì sao kia có phải rất sáng không? Có lẽ là một ngôi sao hoặc hành tinh cách chúng ta cực kỳ xa. Không phải con đã học về các hành tinh rồi sao? Nó nổ tung sau đó bắn ra ánh sáng rất xa. Có lẽ là 1.000 năm.
cũng có lẽ là 100 triệu năm, cũng có lẽ là 100 triệu năm, cuối cùng đến được đây, ánh vào trong mắt của con. Ba nghĩ, điều gì có thể làm nó tồn tại lâu như vậy chứ? Tiểu Hạo nghe anh nói, mơ hồ hỏi. Vậy chúng ta rốt cuộc đang ngắm nhìn quá khứ hay hiện tại của nó? Thu Thu nói, có lẽ là cả hai. Bé còn nói, ba, con đã 11 tuổi, hai người không nên gọi con là Thu Thu nữa, không giống ai cả, quá ngây thơ. Sở Tấn nghe xong thì quay đầu nhìn Lận Diễm Trần. Lận Diễm Trần le lưỡi với anh, Sở Tấn không nhịn được cười. Lận Diễm Trần thừa dịp con nhỏ không chú ý, nhanh chóng hôn anh một cái. Cuộc đời của con cái cứ để nó tự mình bước qua. Trong vũ trụ mênh mông, mỗi một sinh mệnh đều là kỳ tích trong hàng hà hàng tỷ kỳ tích. Mà kỳ tích lớn nhất trong vũ trụ có lẽ cũng không phải là những sinh mệnh không giống nhau, cũng không phải là những tinh cầu mỹ lệ hoặc là những luồng ánh sáng nào đó, mà là thời gian mỗi giây mỗi phút, chính là giờ phút hiện tại. Mỗi người từ nhỏ đều là một cá thể cô độc. Mỗi một cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều là kỳ tích. Cha mẹ đến sớm một bước, con cái đến trễ một bước. Cuộc đời này có thể gặp được một người yêu mình đã là kỳ tích. Có lẽ đau khổ, bi thương, phiền não, cũng có lẽ có vui sướng, tiếng cười, hạnh phúc. Trong nháy mắt bọn họ bên nhau đã có được tất cả, mới là bảo vật không gì sánh được. Tập 25 của truyện Lũ Mùa Xuân đến đây là hết nha cả nhà ơi. Và bây giờ thì cho Lãm xin vài phút quảng cáo nha. Là Lãm có bán đồ bóng rổ nam từ 20-25kg đến 85-90kg. Và Lãm cũng có bán đồ bộ và đồ ba ba nữ. Thì nếu mà cả nhà có ai có nhu cầu mua thì có thể mua ủng hộ giùm Lãm ha. Liên hệ đặt hàng qua số Zalo là 0388-030-141. Cho Lãm cảm ơn cả nhà nhiều nha. Còn bây giờ thì cho Lãm chúc cả nhà ngủ ngon và hẹn ngày mai gặp lại. Bye bye!